Chào các bạn yêu lan. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn về một cái cây địa lan mà mình mới tìm được. Và cái cây địa lan này thì mình trồng trong một cái cốc. Và trong cốc này thì mình cũng có bỏ than, mùn và một chút rêu để giữ ẩm. Đấy. Cái thân của cây địa lan này nó cao tầm khoảng 30 phân. Đấy. Đấy. Và lên tầm khoảng 30 phân thì bắt đầu nó mới ra lá. Đây, có khoảng 5 cái lá. Đây, lá. Đấy. Thân cũng rất là bé thôi. Thân này cùng lắm thì bằng một cái đũa thôi. Nhỏ hơn cái đũa, đầu đũa, bằng đầu đũa thôi bạn. Đây, và từ là chỗ này thì bắt đầu ra vào một cái ngồng hoa. Đây. Đấy. Hoa thì nhìn rất là đẹp. Đấy. Nhìn giống như là một cái con dê ấy. Nhìn như mặt một con dê này. Đấy. Có cái cặp sừng này. Đấy. Màu trắng và mùi rất là thơm nhé các bạn nhé. Đấy. Cái ngông này nó ra được được tất cả là 7 bông. Đây. Đây. Các bạn nhìn mặt nó này. Đấy, giống như là một con dê. Đấy, rất là đẹp. Đấy, cặp sừng cong. Đấy, rất là tuyệt vời. Đấy, các bạn thấy cận cảnh luôn. Mùi rất là thơm các bạn. Tuy nhiên thì về buổi chiều tối và tối thì mùi thơm của nó nhiều hơn, còn về ban ngày thì mùi ít hơn. Và cái cây lan này thì mình cũng không biết tên nó là gì. Nếu như mà bạn nào mà biết tên của cái cây lan này thì có thể là comment giới thiệu, chia sẻ cho mình. Thân nó rất nhỏ thôi. Nè, các bạn xem này. Nhìn các cặp sừng dê rất là cong đẹp. Các bạn nhìn lại một lần nữa các cái mặt hoa. Các bạn nhìn thấy giống không ạ? Còn giống một con dê không ạ?
Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip.